Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cũng đã đến trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị mất việc làm trên địa bàn quận Ô Môn. Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 10 phần quà, mỗi phần là 1 triệu đồng tiền mặt từ nguồn kinh phí Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ. Được biết, trong đợt này, tổng cộng có 100 phần quà được kịp thời gửi đến đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cùng thời gian này, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn cũng trao 100 phần quà, tổng trị giá trên 15 triệu đồng cho người lao động bị mất việc làm, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên nghiệp đoàn xe Honda ôm.